Cao Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng tủ lạnh mini của Electrolux loại 94 lít model mới của năm 2022. Đó là EUM90930BDVN màu đen. Đối với dòng tủ lạnh mini này, hãng Electrolux ra mắt để thay thế cái model cũ là EUM0900 nhé. Thì chúng ta vẫn có là đây là ngăn đá này, đây là ngăn lạnh này, ngăn đá đây nhé, ngăn lạnh, đây là ngăn để rau củ quả này, đây là khay để đồ uống nhé. Thì dòng tủ lạnh này phù hợp với cả dùng cho một và hoặc hai người. Dòng tủ này thì được rất là được ưa chuộng ở các phòng khách sạn, họ thường để ở trong phòng khách sạn để phục vụ mọi người đấy. Chúng ta có là chiều cao của tủ là 82 cm, chiều sâu của tủ là 45 cm và bề ngang của nó là 48 cm. Mặt đây là tủ lạnh loại một cánh nhé. Thì chúng ta có cái mặt cửa này là thép khung gỉ đen nhám. Đối với dòng tủ này thì mỗi một ngày nó tiêu thụ hết 0,49 số điện trong một ngày. Và cái dòng tủ này là tủ sản xuất của Electrolux model 2022, được sản xuất tại Trung Quốc nhé. Đây là cái đèn LED của nó này, đây là cái điều khiển của nó nhé. Đó, nó có từ nấc 0 đến nấc 7, mọi người tùy chỉnh nhiệt độ làm lạnh. Khi các bạn chỉnh tủ mà nó bị kênh ấy, thì mọi người hãy chỉnh cái núm ở cánh cửa này để tăng giảm chiều cao của tủ. Đối với dòng tủ này mình thấy là hãng đã cải tiến cho chuyển từ màu bạc sang màu đen, nó là một màu rất là sang trọng. Và dòng tủ mini này thì nó không có inverter tiết kiệm điện nhé, và sử dụng công nghệ là làm lạnh trực tiếp. Mình xem qua một lần nữa dòng tủ mini này. Con này nó cũng có cả cái khay để trứng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Điện Máy Khoa Channel. Mọi người đừng quên số hotline của Điện Máy Khoa đó là 0972846789 hoặc 058553888 nha. Xin chào.